Chú ơi, review giờ viết Isaki bán nhiêu tiền không? 170. 170 triệu phải không? Hai cầu. Có dàn gì đó không ai đồng một đấy đâu. Có dàn bài. Có trục xoay đâu không? Trục xoay. Dàn ba trục xoay phải không? Đây nè, dàn ba trục xoay qua đây luôn nè. Đâu dàn ba đâu, đưa đây chú. Đây nè, chú ơi, có dàn ba nữa. Trước anh đang để bên kia phải không? Đâu ra để không, để chú review này sau kia chú coi. Chào chú. Rồi. Có dàn ba trục xoay đàng hoàng luôn. Rồi Lê Tuấn qua review em Belarus 920 đời 99 170 triệu cái dàn cho ba. Và tiếp tục chương trình thì Lê Tuấn lại review tiếp em này. Em này là 3090 MF Mercedes-Benz loại đẳng cấp 2 cầu. Tức là ở nơi đây thì của đại gia Tùng Khoai Mì. Đấy, và có đệ tử Phi Khoai Mì luôn. Đi đâu khóa cáo đó luôn, quá nha. Thì Lê Tuấn hôm nay sang đây lần thứ hai tiếp tục ghé thăm cái nơi này. Thì mai mốt các bác lại đây là các bác ấy được xem cái cân 100 tấn ở đây. Thì nếu như các bác nào đang đi chở Khoai Mì mà từ Đập Phước Hòa về Nha Bích Trần Thành nha, và ngay cái từ chỗ quốc lộ 13 đi lại đây khoảng tầm 70 mét hoặc 100 mét gì đó, thì các bác ghé lại bên tay phải các bác đây có một cái trạm cân của đại ca Tùng Trần Thành. Thì đại gia Tùng có khoảng tầm 5 chiếc MF Gusan đấy, và một chiếc BKF, thì đây mới là 4 cái. Và tiếp tục sau đây thì em giới thiệu từng cái một cho các bác, tức là giới thiệu để các bác xem cho đỡ buồn, chứ thực tế là không có bán. Đại ca Tùng đã từng một thời gian chơi Belarus 2 cầu, và đã từng chơi 7600 2 cầu, và đã từng chơi 6600 2 cầu, và chơi 5000. Coi nha, những dạng 2 cầu mà hàng đẳng cấp thì đại gia Tùng đã chơi. Nhưng hôm nay thì những sản phẩm mà đúc kết lại đến ngày hôm nay là tháng 8, tháng 7 âm, thì hiện bây giờ để đáp ứng yêu cầu cho công việc của đại gia Tùng ở Trần Thành này, thì đại gia Tùng đã thay đổi toàn bộ binh lính, cũng như Tổng thống Putin thay toàn bộ Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu, đúng không? Rồi tất cả đưa những dàn coi như là mới lên để thay. Thì trong công việc làm ăn thì đại gia Tùng cũng vậy thôi, cái dùng binh cũng như dùng trí để làm ăn thì mỗi một người mỗi một cách. Thì bây giờ những sản phẩm này là những em siêu xe này là thuộc diện đẳng cấp nhất em bây giờ của đại gia Tùng. Thì trước hết thì Lê Tuấn cũng xin chúc đại gia Tùng và tất cả anh em trên kênh một lời chúc sức khỏe và một lời chào tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống, làm ăn gặp nhiều may mắn. Và xin chúc đại gia Tùng cùng với Phi Khoa Mì mạnh khỏe, trẻ trung và sẽ phát triển nhiều hơn nữa để đạt được nhiều kết quả cao và thắng lợi trong cuộc sống. Thì cũng xin trình bày với các bác là cũng không cần phải đi chi tiết nhiều nữa, bởi vì những đẳng cấp mà xe MF 3090 đang có như thế này là một đẳng cấp 2 cầu rồi, đúng không? Thì chúng ta qua bên này đấy thì là cao cấp hơn nữa, đúng không? VIP hơn nữa, gọi là xịn sò hơn nữa, đúng không? Khủng khiếp hơn nữa, nói chung là bom tấn kinh điển. Thì là đây 6170. Thì cách đây khoảng tầm 2 tháng Lê Tuấn có đi qua Shoigu, thì có một đại gia có một cái 699 MF Mercedes-Benz. Thì cái đó đời cũ, nhưng cái này là đời mới, nó hơi gù một chút các bác nhá. Đấy, nhưng mà máy lạnh và các thứ thì toàn bộ là pull hết. Nhà pull hết tất cả mọi cái là tức là kinh điển hiện bây giờ của cái dòng xe này. Tuy dòng xe này chưa phải là cao cấp nha, nhưng nói chung đã nằm ở vị trí chân thành, bởi vì đây thì là đẳng cấp chất chơi của mỗi đại gia nha, của mỗi đại gia. Thế thôi, thế thì em chỉ giới thiệu và pull hết cho các bác luôn là từ coi như lại là máy lạnh, là tuy đại gia thì không lên ngồi, nhưng mà để đàn em ngồi lên lái với sướng, để những đường cày và những đường đi, đúng không? Những luống cày lên, xới đất lên, đúng không? Nó mịn màng, nó tung hành, tung tóe, đúng không? Nhạc sập sình đó thì cảm thấy là rất gì là sung sướng, lấy đồng tiền của các bác cũng ngon. Thứ hai nữa là các bác mà ngồi được trong cái cabin này thì nó như thể là vào một cái quỹ đạo vũ trụ, các bác nhá. Cũng như ta lên khung trăng thôi, bởi vì chúng ta đang ngồi cái Isuzu 2002
người ta tốt lên một cái xe như Ford 4600. Để khi ta chán Ford 4600, ta lên một cái 6600, 7600. Và đến khi mà đã tốt vô trên máy lạnh này thì chúng ta đã đi vào quỹ đạo không trăng rồi, vũ trụ khác rồi, các bác nhá. Đấy, đó là sướng cực kỳ. Người nào mơ ước, đúng không? Chúng ta ngồi đây ai cũng có giấc mơ hết. Mơ, nào, mơ ước được như vậy đó. Thì chúng ta cứ mơ ước. Đấy, thành đạt hay không là mưu sự tại nhân, thành sự tại nhiên. Đấy, các bác cứ mơ ước các bác làm. Bởi vì chúng ta làm trong cuộc sống, đúng không? Ai cũng vậy thôi. À, người nào có của lắm tiền thì người ta đi mua những cái hàng mấy tỷ. Đấy, còn mình thì bình thường, thì mình chân chất, mình từ dưới lên trên, bước đi từng bước một chắc chắn để đưa về cuộc sống, nuôi gia đình. Đó là phải nhờ lấy máy làm trâu thay người để đỡ cho con người chúng ta, đúng không ạ? Thì sau đây thì em cũng đã review được em này là 6170. Thì qua đây em muốn ghé lại cho các bác là em 7020 cũng đã có một người cháu làm cho đại gia Tùng cũng kêu bán. Một dàn chậu 3 trục xoay kèm theo em này giá 170 triệu. Nếu bác nào muốn em hai cầu Izuki 7020 này thì các bác alo cho em 0394 36198. Và để tiếp tục thì Lê Tuấn mới giới thiệu được em này, thì em này đang ghia ra để cho em Belarus này ra. Thì Lê Tuấn đã giới thiệu em này xong. Và tiếp tục em 3080 tiếp và đang ở đây. Thì em 3080 này đang còn sửa một chút gì đó và đến em Belarus này. Đấy, thì em cũng mời các bác, tức là em này ghia ra để em ghia vào. Đấy, thì 1 2 3 4. Đấy, 383080 của đại gia Tông và đại và của coi như là của một đại gia có chất chơi ở tại Trân Thành, và nói chung đẳng cấp chơi của mỗi người nha, thì có một cái cách chơi khác nhau. Nếu như đại gia Tùng chơi về Mercedes hàng cao cấp của cabin đầy đủ, thì có những người lại tìm chơi 6610 hai cầu như đại ca ba dân hay ở Bù Gia Mập. Đấy, và bây giờ thì em cũng xin lỗi các bác để em quay sang bên này giới thiệu với các bác là quân 920 của đại gia coi như là Tùng đã, cũng đã coi như là bán. Đấy, với một cái giá tức là 170 triệu của dành cho bác. Đấy, một câu nhưng mà xe thì cực kỳ đẹp. Đấy, và cuối cùng thì em cũng chỉ review nói chuyện sơ bộ qua với các bác Belarus phi khoai mì. Đấy, và cái này là taxi phi khoai mì, và cái bên kia là cũng là khoai mì, và cái này là khoai lang, và cái kia cũng là khoai mì. Thì tổng thể đều là khoai mì, tức là phục vụ cày để trồng khoai mì. Rất vui. Đấy, và bây giờ thì em cũng báo giá với các bác là chiếc Isuki này rồi, cũng kêu bán rồi. Chiếc này bán rồi. Thì có nha, thì còn 4 chiếc nữa của đại gia là không bán để làm. Và cuối cùng thì em cũng đã hoàn tất một phi vụ cũng như một video lên để cho các bác ngắm nhìn và trò chuyện với các bác trong buổi thứ hai đầu tuần của ngày của tháng 7 âm lịch. Đấy, rất mong các bác làm ăn gặp nhiều may mắn. Cơn mưa vừa mưa xong rất lớn ở tại Trân Thành Bình Phước, cực kỳ lớn, dã man luôn. Đấy, và mưa ướt hết rồi. Thì em hôm nay tâm sự với các bác và review cho các bác xem và tâm sự với đại gia Tùng. Chúc đại gia Tùng mạnh khỏe, chúc các bác trên kênh máy cày của em gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, mạnh khỏe. Và cuối cùng em xin chân thành cảm ơn, hẹn lại các bác video sau.